Quang phục hương cả, một bài viết của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đăng trên Nhân Làm Báo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Hồng Kông những ngày cuối tháng 11 ngập tràn khói lửa. Con số người biểu tình bị mất tích sau các cuộc vây ráp càng lúc càng gia tăng. Những giọt nước mắt, những cái ôm chết chặt, những nụ hôn, những lá thư ly biệt của tuổi trẻ Hồng Kông, những lời cầu nguyện từ khắp thế giới. Họ, người Hồng Kông năm 2019, đã vẽ lên một bức tranh tự do với những màu gam dữ dội bằng chính máu của mình. Đâu đó vang lên những lời chỉ trích người biểu tình bạo loạn, đập phá chẳng giải quyết được gì. Đâu đó vang lên những lời ca thán, rồi có được đi đâu, cuối cùng kẻ mạnh cũng thắng. Đâu đó vang lên những tiếng thở dài biểu tình, làm rối loạn cuộc sống. Tất cả những lời này không phải mới xuất phát trong suốt 5 tháng tuổi trẻ Hồng Kông vơi mình trong trận chiến tự do. Một cuộc chiến mà học đường biến thành chiến trường, phòng thí nghiệm biến thành những nơi chế tạo vũ khí, kiến thức từ Internet và các bài học lịch sử kết nối với nhau để tạo ra những cỗ máy bắn đá thô sơ, cung tên được trang bị. Sinh viên Hồng Kông như những chiến binh bước ra từ đấu trường sinh tử, nơi mà họ biết nếu hôm nay họ không cháy hết mình, thì ngày mai chút giá trị tự do còn sót lại từ Anh quốc sẽ tan biến. Chữ cảm thán, lo lắng hay chỉ trích sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với tuổi trẻ Hồng Kông, bởi họ biết họ đối mặt với những gì. Họ, những người kề cận hiểm nguy, không buông lời oán than hay tiếc nối. Hà cớ gì những người cam chịu uống nước thải, pha dầu nhớt, hít bụi mịn mỗi ngày, sống mà không dám phản kháng lại buông lời chỉ trích họ. Từ cuộc cách mạng Dù Vàng năm 2014, hình ảnh những người trẻ Hồng Kông văn minh, thân thiện, lịch sự, tuyệt vời trong đấu tranh bách bạo động đã đi vào lòng thế giới. Và họ đã âm thầm rút lui sau vài tháng chiếm đóng trụ sở Lecco với lời hứa hẹn "We be back", chúng tôi sẽ trở lại. Họ chưa một ngày từ bỏ khát vọng tự do của mình. Bất bạo động, ôn hòa thì sao? Là ngồi yên đó nhìn bọn côn đồ có bảo kê đánh đập bạn bè, đồng đội mình dã man, hay ngồi yên phơi mình dưới sương chờ chính quyền đặc khu chấp thuận những yêu cầu đúng luật? Bất bạo động là chấp nhận đưa mặt cho đối phương đánh đập mình sao? Không ai dạy đấu tranh bất bạo động như vậy hết. Mọi cuộc cách mạng đều bắt nguồn từ sự phẫn nộ, và không thể nào có kiểu phẫn nộ ôn hòa khi tội ác ngày càng leo thang. Có những người đóng vai người quan sát chỉ trích người biểu tình đốt phá bạo loạn. Họ ngồi đó xem máu và nước mắt đổ ra. Họ không mất một ngày nào chiến đấu thực sự cho các giá trị tự do và dân chủ, nên họ cứ thoải mái phán xét thôi. Phẫn nộ là cảm xúc tạo ra sự bùng nổ. Sự văn minh thân thiện nào cũng có đến lúc bùng nổ khi bạo quyền một mặt tìm cách trì hoãn việc thực thi tự do, một mặt kích động dán nhãn bạo loạn cho biểu tình Hồng Kông. Từ giữa tháng 7, khi Bắc Kinh bắt đầu dọn đường cho lề đảng tuyên truyền phong trào cách mạng tại Hồng Kông là cách mạng màu, là do thế lực thù địch kích động, bạo loạn là kết quả tất nhiên. Tân Cương, Tây Tạng cũng đã từng bị dán nhãn như vậy, và hàng triệu người đã chết mà không ai hay. Tuổi trẻ Hồng Kông với sức mạnh từ Internet cộng với việc bám sát luật quốc tế đã đi ngược đường trong một ngõ cửa hẹp, và họ đã thắng. Người trẻ Hồng Kông đã cho thế giới thấy sự xấu xa của Bắc Kinh trong suốt 5 tháng qua. Từ việc lật lọng không giữ cam kết, một quốc gia hai chế độ dù chưa đến thời hạn, cho đến sự tàn ác trong những thủ đoạn đối phó với người biểu tình, hãm hiếp, bắt cóc, giả dạng kích động, sử dụng hóa chất gây chết người. Bắc Kinh không từ bỏ một thủ đoạn nào để tiêu diệt ý chí phản kháng của Hồng Kông. Nhưng con quái vật tham lam ấy đã thất bại. Người Hồng Kông đoàn kết, Hồng Kông Girl ra đời. Nếu có ai đó nói rằng người biểu tình Hồng Kông không được sự ủng hộ của đồng bào mình, thì tôi tin chắc rằng người nhận xét câu nói đó chỉ có những nhu cầu tầm thường là ăn, ngủ, nghỉ, vân vân. Hãy nhìn những cuộc quyên góp đăng quảng cáo chỉ trong vài ngày đạt tới con số cả triệu đô. Hãy nhìn những chiến dịch tiếp chức, giải cứu, đồng hành cùng người biểu tình của cả một xã hội Hồng Kông, từ giới trung lưu, văn phòng, trí thức đến giới thượng lưu, ai có vai trò ấy cùng nhau. Hồng Kông Girl đã cho cả thế giới thấy nhu cầu tối cao của con người là tự do. Có ai đó đã buông lời nhận xét
Hồng Kông thất bại nữa rồi. Thật ra đối với tôi, họ chưa bao giờ thất bại, bởi ngày hôm qua các sinh viên đại học ở Bách khoa Hồng Kông đã truyền cảm hứng cho cả thế giới về lòng can đảm và sự nhiệt huyết mà tôi tin chắc rằng lịch sử sẽ còn nhắc mãi đến tên họ nhiều hơn nữa. Sự dũng cảm của Hồng Kông đã lay động thế giới khi cuối chiều ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thượng viện Hoa Kỳ đã quyết định thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông. Thế giới bằng cách này hay cách khác chưa bao giờ để người Hồng Kông phải chiến đấu một mình. Tự do không miễn phí. Freedom is not free. Đương nhiên là như vậy. Và chúng ta không sống trong một thế giới cổ tích. Ông bụt bà tiên sẽ không tự nhiên mà xuất hiện. Cuộc chiến đấu cho tự do dân chủ ngày hôm nay không phải là một cuộc chiến đấu ngẫu nhiên. Phải có tính toán, có kế hoạch, có chiến lược, có sách lược. Và cách mạng chỉ thành công khi chấp đúng thời cơ. Có rất nhiều yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một phong trào. Tuy nhiên, người ta chỉ thất bại khi họ không dám sống cho ước mơ của mình. Tuổi trẻ Hồng Kông, họ đã cháy hết mình để quang phục hương cả. Họ đã sống một cuộc đời đáng sống thì có gì gọi là thất bại. Chúng ta học được những gì từ Hồng Kông? Sau tất cả những gì Hồng Kông đã trải qua, nếu chúng ta, những người quan sát không học được gì, thì chính chúng ta mới là người thất bại. Quang phục hương cảng, nếu không đạt được đến cái đích cuối cùng là tự do thật sự. Nhưng ít ra họ, người Hồng Kông đã thắp lửa không chỉ cho dân tộc mình, mà cho toàn thế giới. Quang phục tinh thần để lại giá trị cho đời sau là những gì mà người trẻ Hồng Kông đang làm ngày hôm nay, là họ chưa bao giờ thất bại.